may quá chị tỉnh rồi. Chị thấy ông người khỏe chưa chị? Chưa, làm sao thế này? Trong người sao rồi? Thì chị nằm đây nhé, để mình nấu ít cháo thôi.
nhiều vào cho khỏe nhá. Này, dùng làm miếng này. Hai mẹ con cố gắng ăn nhiều nhá. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Sao đây là trách nhiệm của bọn anh. Đây, trời sắp mưa ấy. Giờ anh có việc chỉ đến cơ quan rồi. Vâng, em cảm ơn anh nhiều nhé. Con nữa. Con nhiều rồi nhá. Con nhiều rồi nhá, con đói nhá con nhá.
Ở đây cả đâu? Con đi. Con đi. Để ông khỏe ra. Ừ. Cho nó không chơi tao nữa. Con đi. Ăn một thìa đi. Ăn một thìa đi. Để con nghe. Cô gái ơi, 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 cô